Sau khi ra mắt vào tháng 8 năm 2018, Mitsubishi Expander là mẫu xe gây được nhiều tiếng vang lớn ở Việt Nam khi đánh bật ông vua một thời Toyota Innova để nắm giữ ngôi vương trong phân khúc MPV đa dụng nhiều tháng liền, cũng như trở thành mẫu xe bán chạy luôn đứng top đầu của toàn thị trường. Trong 2 tháng đầu năm 2020, đã có tổng cộng 2.180 xe được bàn giao tới tay khách hàng. Riêng tháng 2 năm 2020, ngôi vương doanh số trong phân khúc MPV vẫn gọi tên Expander với 1.021 xe được bán ra, vượt trội so với các đối thủ Innova, Avanza, Ertiga hay Rondo. Mitsubishi Expander được người dùng đánh giá là mẫu xe rẻ, sở hữu nhiều tính năng an toàn so với các đối thủ, thiết kế đẹp theo xu hướng mới, nội thất rộng rãi và vận hành tiết kiệm. Expander được trang bị động cơ MiVec 1,5 lít tiết kiệm nhiên liệu, gồm 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất tối đa 103 mã lực và moment xoắn cực đại 141 Nm. Tùy chọn hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động 4 cấp. Hiện Expander vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc và phân phối ra thị trường với tất cả 3 phiên bản bao gồm bản MT, AT và Special Edition với giá bán niêm yết lần lượt là 550, 620 và 650 triệu đồng. Nhưng để xe lăn bánh trên đường ngoài giá bán niêm yết, khách hàng còn phải trả thêm một số khoản thuế phí khác như phí trước bạ, tiền biển số, tiền bảo hiểm vật chất, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, các chi phí đăng kiểm và phí đường bộ. Trong khi đó, giá lăn bánh ở các khu vực 1, 2, 3 sẽ có mức chênh lệch đáng kể do lệ phí trước bạ và phí biển số khác nhau. Cụ thể, mức lệ phí trước bạ đối với ô tô con tại Hà Nội và 7 tỉnh thành khác như Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ là 12%. Hà Tĩnh có mức phí trước bạ là 11%. Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực còn lại chỉ áp dụng mức lệ phí trước bạ 10%. Ngoài ra, tiền biển số cũng có sự chênh lệch. Ở khu vực 1 sẽ là 20 triệu đồng, trong khi đó ở khu vực 2 thấp hơn nhiều với 1 triệu đồng và khu vực 3 là 200.000 đồng. Như vậy, giá lăn bánh của Mitsubishi Expander 2020 tại Hà Nội thấp nhất là 638 triệu đồng cho bản MT, 717 triệu đồng cho bản AT và cao nhất là 750 triệu đồng cho bản Special Edition. Cũng với cách tính đó nhưng với lệ phí trước bạ và tiền biển số thấp hơn, nên giá lăn bánh của Mitsubishi Expander tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ thấp hơn so với Hà Nội, cụ thể như sau: 627 triệu đồng cho bản MT, 704 triệu đồng cho bản AT và cao nhất là 737 triệu đồng cho bản Special Edition.